Cả nhà ơi, cả nhà có biết đây là cái hoa gì không? Đây là hoa cà rốt đó mọi người. Hiền cũng không có tính để hột, nhưng mà bây giờ thấy nó sắp sửa có hột đen rồi nè mọi người. Cho nên thôi bây giờ chắc là phải để hột để giống rồi ha cả nhà. Mặc dù cũng không cần, tại vì mỗi lần mà Hiền trồng á, Hiền mua cái bịch hột ở ngoài tiệm không à. Ôi mà mọi người nhìn nè, ở bên đây quá chừng hoa hột luôn nè. Kỳ này là có hột cà rốt miễn phí rồi mọi người. Cả nhà có thấy không? Quá chừng cái hoa của nó luôn. Một đống như vậy thì nghĩ là hột không á mọi người ơi. Đây nè, trời ơi, một chùm như vậy là đã một đống hột rồi. Mà nó biết bao nhiêu là chùm như thế này. Để cái này không biết mai hốt mà để làm cái gì nữa mọi người, quá chừng rồi. Ủa trời đất ơi, trời, cái cây cà chua mà hâm hẩm Hiền kêu ông xã Hiền để lại đừng có cắt nè cả nhà. Ủa gì mà nó phát triển nhanh dữ vậy mèn. Trời đất ơi, bự tới cỡ này đúng rồi cơ. Bất ngờ luôn á. Ủa ai cho con gà vậy? Ôi mẹ, nghiền hơi mẹ. Hai cha con gà giỡn. Trời ơi mọi người, cái vườn cây cải xanh của Hiền á quá chừng rồi. Bây giờ Hiền sẽ ra hái đọt của nó, có nghĩa là Hiền hái hết mấy cái hoa này, bởi vì Hiền đã để một cây để hộp rồi mọi người, Hiền không có cần thêm hộp nữa đâu. Quá chừng rồi cả nhà ơi. Cái hoa này ăn được đó cả nhà, hoa này xào hoặc là ăn xào mì á, bà cháy nghiền. Hay hết đi mọi người ơi, ai mượn đâu mà lên hoa không biết nữa. Ta đang cần ăn lá mà, ai cần lên hoa. Đây cả nhà ơi, bỏ vô cái rổ này. Hiền quyết định là Hiền sẽ xử hết những cái hoa này. Trời ơi, nó cái cây này không biết có nên trồng nữa không hết cả nhà, tại vì á ăn lá chưa bao lâu mà nó ra hoa, bực mình quá mọi người. Cây này chủ yếu là mình ăn lá mà ta, hay là tại vì nó thích mùa đông rồi à, gần qua tới mùa xuân rồi nó không chịu hết cả nhà ha. Nếu mà ăn vị á, thì trồng mùa đông bên đây được có 3 tháng rồi cả nhà. Một cái đó mà bảo đảm với mọi người, xào mì ha, nấu mì gói thôi rồi luôn lượm ơi. Đây, quá đã quá đã. Mọi người nhìn cái lá của nó to tới cỡ nào nè. Mình sẽ hái cái lá của nó cho mọi người xem nè. Quá chừng là to. Ôi dồi ôi, cái cọng này giống ai bức quá vậy? Không phải Hiền bức, ai đó khác bức. Chắc mấy đứa thích bị phá quá. Hiền thấy nó cũng có lỗ mọi người, trồng vườn mà không thể nào thoát khỏi sâu. Quá chừng. Ồ, cả nhà có thấy cái lá nó to cỡ nào không? Tổ chản luôn á. Trời ơi, cái cải này là Hiền gì vậy? Cái mỹ nó nhảy cà đật vậy trời. Đã sơ sâu rồi mà còn gặp cảnh này nữa mọi người. Mọi người có hiểu được cái sự đau khổ của Hiền không vậy? Hiền thì đỡ sợ sâu hơn ngày xưa rồi. Còn ngày xưa là thâu rồi luôn. Chỉ cần thấy một cái là Hiền nhảy nhõm. Hai cha con ra vườn chơi để cho mẹ thu hoạch. Anh xã giữ eo quốc cho Hiền thu hoạch. Yeah. Mọi người nghe em không? Đó, ngắt luôn cái đọt này đi. Để riết cái nó mọc quá chừng rồi. Trời trời, nó còn có cái khe gì nữa là cả nhà. Thiên nhiên thật là thú vị. Cái kiểu sợ sâu như Hiền á, rồi cũng không thích rắn nữa. Cái kiểu như Hiền mà đi rừng là chỉ có nước thảm họa của nhân loại thôi mọi người ơi. Giống này chắc Hiền sẽ la hét suốt. Ở bên Úc còn có con gì mà hồi kia là con kỳ đà cả nhà. Con này con gì vậy? Ồ cái con này nè cả nhà ơi, cái con quỷ này nó phá dữ lắm á.
Đây nè, ủa sao nó vô tới đây cụ Hiền. Lúc trước nó phá cái cây đậu bắp của Hiền á. Mọi người biết con này con gì nói Hiền nghe, với nó luôn luôn có hai con tụm tụm lại gì nè. Rồi mà nó phá cực kỳ luôn á, nó phá cây đậu bắp là tàn tạ luôn á cả nhà. Không thích cây, không thích con nó chút nào hết á. Trời ơi mấy cái lá này coi nè, nó bự mà nó bự khủng hoảng luôn cả nhà. Hái hoài mà không hết. Cái cải này á, chồng Hiền ổng cũng ít ăn lắm. Cải này mà có vị mù tạt tây họ ngại ngại sao ăn. Họ giống như là họ thấy không ngon bằng mấy cái cải mà nó cải kheo hay là cải cầu vồng á cả nhà. Và đây wow, hồi là được một rổ như thế này rồi nè mọi người. Qua đây thì sẽ thu hoạch cái mớ xà lách này. Bên đây thì được có khoảng 2 cây nè, 3, 4, 5, 6 cây. Bên đây thì được 6 cây xà lách. Cái xà lách này Hiền thích ăn lắm nè mọi người. Nó ăn nó ngọt, nó không có bị đắng. Hai cây mọc kế nhau mà cây này nó hiện thấy nó có vẻ rất là tốt. Cây này nhìn cũng tốt hết cả nhà ha, cũng đâu có thua gì đâu. Xà lách này mà gói bánh xèo là ba chay bụt chét. Còn cái xà lách dúng xanh này hổm rài Hiền chưa có ăn nhiều mọi người ơi. Đa số là Hiền ăn xà lách dúng đỏ. Hiền thấy xà lách dúng đỏ thì nó hơi có cái có bị nhẫn nhẫn đắng đắng. Còn cái xanh này để Hiền thử, Hiền sẽ review cho mọi người nghe ha. See with you da. Is he with you? Dạ. Hiền hỏi coi là ai Wood có đang ở bên ông xã không để biết. Trời em dê dê hết sức. Sức cái máy. Đó. Dê yeah. Đây cái cây xà lách dúng đỏ này nè mọi người. Là nó hơi đắng đắng. Mà cái màu nó đẹp ha cả nhà ha. Đây. Còn cái đây là xà lách dúng rơm. Cái dạng rơm rơm thì nó giống Hiền á mọi người. Hiền là cái dạng rơm rơm. Á ô. Hai cha con làm gì mà cứ á ô thấy mệt ghê. Con làm gì đó? Rồi đây thêm cây cả xà lách dúng xanh này. Trời cái mớ xà lách này đem vô gói ăn mọi người ơi. Tối nay Hiền tính làm cái món chiên. Có xà lách gói là hết sảy. Wow, một mớ như thế này nè mọi người. Quá chừng luôn á. Cái này mua ngoài tiệm là cũng chà, cũng mấy đồng nha mọi người. Chắc cỡ 4 đồng á. Tới không ta? Không, chắc cỡ 3 đồng. Mọi người nhìn cái núi rau của Hiền nè. Được bao nhiêu đây rồi nè. Còn sao? What's wrong? What's wrong? Mày, mọi người nhìn nè. Nó bự dễ sợ luôn á. Giờ Hiền mời mọi người thu hoạch đậu Hà Lan chung với Hiền nè. Qua nhóc hết trơn rồi mọi người ơi. Đã tài quá à. Hiền thấy để bự bự vậy là đem xào ăn nó mới ngon nè. Quá đã quá đã. Wow, ở đây. Rớt xuống rồi cả nhà.
tiền nữa nè. Wow, tới đây thấy ham quá cả nhà ha. Đậu Hà Lan mà tới thời nó chịu ra rồi là có ăn liên tục. Ôi, đam mê của Hiền. Đam mê của Hiền là làm vườn. Nhưng mà Hiền vẫn còn một đam mê khác, đó là ăn. Cái đam mê nấu ăn của Hiền thì nó không có được cao bằng đam mê ăn mọi người ơi. Này. Ở trong đây còn nhiều nè cả nhà. Đó. Nó núp núp ở trong đây nè, trời đất ơi. Cái trái này nó muốn nó bự dữ lắm rồi nè mọi người. Nghe thấy không? Không hái là nó sẽ bị già mọi người ơi. Với lại mình hái á để cho nó có sức nó nuôi những cái trái mới nữa. Đây nè mọi người. Quá chừng bự luôn nè. Đây cả nhà thấy không, nó leo quá chừng. Nó trọ ra quá chừng trái luôn nè. Mọi ngõ ngách hôm nay Hiền sẽ xử hết mấy trái to này. Cái này đem vô mà xào với món tôm ăn, mà xào sốt dầu hào là bá cháy ha mọi người ha. Ra đây cập nhật thêm cho mọi người coi là hôm hổm rày á, Hiền không có nhớ về mấy cây ớt chuông của nhà Hiền, nhưng mà tại vì nó có những cây này mọc xung quanh nè mọi người ha, những cây này Hiền trồng nè, cho nên Hiền cũng không có nhớ về ớt chuông. Nhưng mà hôm nay sau khi mà Hiền ra Hiền thăm á, đây dẫn mọi người ra thăm mà có gì không. Đây mọi người, cái cây này thì nó mới có bông mà, nó bông của nó mới có nụ chưa nở nữa. Cây này nè cả nhà. Cả nhà ơi, cái trái ớt chuông đây. Cái này, cái giống ớt chuông này chồng Hiền mua là giống gì Hiền cũng không biết nữa. Như là giống ớt chuông giống ngoài chợ á mọi người. Cái giống mà trái bự bự á mọi người nhìn nè. Đây hiện tại là nó coi trái nhỏ như thế này và nó đang ra bông. Mọi người nhìn nè, nó đậu được thêm 2-3 trái nữa rồi nè. Một trái nè, hai trái nè. Ba trái quá, đậu quá cả nhà ơi. Để Hiền coi cây bên trong coi nó có đậu được trái nào không ha mọi người. Ôi, cây này sao nhìn nó Hiền nghĩ là thiếu nắng nè. Gì mà cũng đậu được trái. Tội nghiệp, em cũng ráng để mà đậu cho được trái. Còn cây này, à cả nhà, cây này cũng đậu được trái nè mọi người, nhìn thấy không? Trời ơi, đã dễ sợ luôn á cả nhà ơi. Sắp sửa có ớt chuông ăn rồi. Thôi cả nhà ơi, hôm nay á thì Hiền sẽ xin kết thúc cái video ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà phim sau ngày mai nha. Nếu như mà mọi người yêu quý kênh, có sở thích trồng vườn, có đam mê ăn uống giống gia đình Hiền thì đừng quên cho tụi mình xin một like, một share, một đăng ký kênh. Xin chào mọi người.